Chị ơi, chị xem này. Người ta bảo nghề grooming đi làm nhà lắm, đi làm như đi chơi. Các bạn tưởng nghề grooming ở nhà lắm đúng không? Đúng rồi, để mình kể cho các bạn công việc diễn ra một ngày của một thợ grooming nhá. Là một thợ grooming chuyên nghiệp, muốn giữ được chân khách hàng thì điều đầu tiên là chỉnh chu. Các bạn sẽ cần dọn dẹp thật sạch sẽ không gian của pet shop, đặc biệt là vệ sinh dụng cụ sử dụng thật cẩn thận. Sau đó sẽ là hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và nắm bắt được mong muốn của ba mẹ bé để rồi chọn được dịch vụ phù hợp. Và phần việc chiếm hầu như toàn bộ thời gian của thợ grooming trong ngày chắc chắn là spa và cắt tỉa rồi. Thợ grooming sẽ thực hiện đầy đủ các bước spa theo yêu cầu một cách chỉnh chu và cẩn thận. Công đoạn mất thời gian hơn cả chính là cắt tỉa. Thợ grooming sẽ cần phải thật là tập trung này và chọn kiểu phù hợp để bé yêu có được màn biến hình ngoạn mục trước khi trở về với vòng tay của ba mẹ đấy. Nhìn bé khi gặp lại mẹ vui chưa kìa? Đấy, các bác thấy một ngày làm việc của một thợ grooming vậy là nhàn dữ chưa?